mình bị hiếm muộn, bị vô sinh nam. Mình buồn một nhưng mà chồng buồn mười ấy. Mình là người có bệnh. Mình chúng kiểu bỏ nhau ấy. Mình đã mổ không ai protect đấy để tìm kiếm chúng. Sau bao nhiêu cố gắng thì đến bây giờ vợ chồng em đã đoán được con. Vợ chồng anh Hải, chị Thơm kết hôn từ năm 2016 với hy vọng nhanh chóng có em bé cho cuộc sống đủ đầy. Nhưng sau 3 năm, chị Thơm vẫn không thể mang thai và sau khi đi khám đã mang tới một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Mình bị hiếm muộn, bị vô sinh nam. Và bác sĩ là chẩn đoán là ảnh hưởng do quai bị. Quai bị thì gây ra tình trạng viêm và teo tinh hoàn dẫn đến không có tinh trùng. Bạn nên là một trong những ca khó. Được biết là mình hiếm muộn vô sinh nam thì về mình rất là buồn, thật sự rất là buồn, có khóc. Buồn thất vọng nhưng mà không, nói chung là không muốn biểu cảm ra khuôn mặt ấy. Mình buồn một nhưng mà chồng buồn mười ấy. Hai vợ chồng mình cùng đồng hành. Còn nếu mà em cảm thấy mà không đồng hành được thì anh là người có bệnh thì anh sẽ chịu thiệt. Tức mình là người có bệnh mà. Mình nhiều lúc hai vợ chồng kiểu cãi nhau ấy. Những lúc đấy mà không có con cái thì chỉ muốn kiểu bỏ nhau ấy. Không muốn ở với nhau, không muốn cố gắng ấy. Năm 2019, sau nhiều nỗ lực, anh Hải và chị Thơm đã tìm đến với Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Bệnh viện đã có một phương pháp mở ra một cánh cửa mới cho việc tìm con của hai vợ chồng. Phương pháp mà MyGTC, tức là với phương pháp mà vi phẫu tinh hoàn để tìm những con tinh trùng còn sót ở trong cái tinh hoàn ấy, thì khi mình có thể lấy con tinh trùng ấy ra để làm thụ tinh ống nghiệm. Khi mà áp dụng phương pháp này để mổ thì bản thân là bệnh nhân cũng rất là quyết tâm rồi và người ta cũng rất là tin tưởng bác sĩ thì người ta mới phẫu thuật như vậy. Vì tinh hoàn là một cái cơ quan mà nó sẽ làm hai nhiệm vụ chính, một là sản xuất ra tinh trùng để sinh con. Một cái phần thứ hai là sản xuất ra testosterone, là một cái loại hormone sinh dục để cho duy trì cái sức mạnh của nam giới. Những cái mô mà liên quan đến chức năng về tình dục thì người ta phải bảo tồn một cách tối đa nhất. Để sau khi mổ xong, giả sử những người đàn ông đấy thành công là có con rồi thì họ vẫn phải đảm bảo tốt được cái chức năng về tình dục về sau. Lúc lên bàn làm là mình rất là run. Thì bác sĩ nói chuyện rất là thoải mái nên là khiến cho tinh thần mình cũng bớt cái phần lo lắng đi rất là nhiều. Bác sĩ còn bảo cái các bạn ở trong phòng ấy là đấy, có con nào cứ xem con nào nó chạy khỏe thì nó bắt. Rơi nước mắt luôn, rất cảm động. Khi đã tìm được tinh trùng, hành trình thụ tinh bắt đầu. Sau bao nhiêu cố gắng thì đến bây giờ vợ chồng em đã đoán được con. Đến lúc con ra nghe thấy tiếng con khóc rồi, khóc thêm, rất vui, nhớ cả đời luôn. Rất khó quên cảm giác ấy. Khi mình có thể biến cái điều mà tưởng chừng như không thể mà thành có thể thì rất là vui. Mình xin gửi lời cảm ơn tận tình nhất đến tất cả các bác sĩ đã hỗ trợ gia đình mình để có được bé. Chúc bệnh viện thì ngày càng phát triển để giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn như giống vợ chồng em đã và đang trên con đường tìm con hái được nhiều trái ngọt.